Chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của ông Thanh Nguyễn Hạnh. Vâng, hôm nay ngày 6 tháng 7 năm 2018, cửa hàng ông Thanh Nguyễn Hạnh tiếp tục lại được thông báo với quý vị và các bạn có những sản phẩm mới về ngày hôm nay. Vâng, cửa hàng ông Thanh Nguyễn Hạnh thì luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng, những sản phẩm chất lượng nhất để phục vụ tới tận tay quý khách hàng. Vâng, quý vị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký dưới tất cả các clip của quý vị và các bạn đang xem để được đồng hành cùng cửa hàng ông Thanh Nguyễn Hạnh. Vâng, cửa hàng thì liên tục về các sản phẩm để phục vụ quý khách trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, bên cửa hàng thì còn rất nhiều những sản phẩm, rất nhiều những cặp loa chất lượng. Vâng, từ tầm trung đến tầm cao cấp. Vâng, rất nhiều những sản phẩm. Những chiếc âm ly thì được xếp phía sau của gian hàng. Vâng, rất nhiều những cặp loa. Vâng, sau đây ông Thanh Hạnh sẽ giới thiệu chi tiết hai cặp loa mới về tại cửa hàng ngày 6 tháng 7 năm 2018. Vâng, hôm nay về cửa hàng được hai cặp loa Mỹ. Vâng, cặp loa dòng JBL N100 Kenturi chéo. Vâng, cửa hàng đã bóc và trưng bày trước mắt quý vị và các bạn hai cặp loa JBL N100 Kenturi chéo. Vâng, hai cặp loa mới về ngày hôm nay thì còn trong tình trạng đẹp xuất sắc. Vâng, loa được sử dụng bát 30, màng giấy, gân xếp tẩm dầu, chung giấy, chép giấy. Vâng, vào thời điểm này thì những cặp loa JBL N100 Kenturi có giá trên 30 triệu đồng một chút. Vâng, cửa hàng cũng xin thông báo là hôm nay về được hai cặp loa JBL N100 Kenturi. Vâng, hiện tại cửa hàng ông Thanh Hạnh đang có 3 cặp loa JBL L100 Kenturi chéo. Vâng, hai cặp thì có giá là trên 30 triệu đồng. Đẹp xuất sắc. Vâng, một cặp thì có giá trên dưới 30 triệu. Vâng, qua màn hình ống kính thì quý vị và các bạn cũng có thể cảm nhận được những sản phẩm mà cửa hàng ông Thanh Hạnh cung cấp ra cho quý vị và các bạn. Vâng, hôm nay duy nhất về được hai cặp loa. Vâng, hiện tại cửa hàng ông Thanh Hạnh đang còn rất nhiều các sản phẩm. Vâng, trước mắt quý vị là một đôi loa Bühler S9500DV có giá trên dưới 30 triệu đồng. Vâng, phía sau đây là một cặp loa cũng mới về ngày hôm trước. Cặp loa Bühler S9500. Vâng, cặp loa S9500 có giá dưới 30 triệu đồng. Vâng, cặp loa Bühler CSF99A có giá trên 20 triệu đồng. Rất đẹp. Vâng, loa cũng được sử dụng bát 30, màng giấy, gân xếp tẩm dầu, chung giấy chép kèn và có hai vi tinh chỉnh. Vâng, cặp loa Sequin Vega LS12. Vâng, cặp loa cũng được sử dụng một bát 30, một chung, một tép titan. Vâng, cặp loa có giá dưới 20 triệu đồng. Vâng, cặp loa LS12 có giá dưới 17 triệu đồng. Rất đẹp. Vâng, cặp loa Avon có giá dưới 14 triệu đồng. Cặp loa S180A. Vâng, hiện tại em Thanh Hạnh đang có hai cặp loa Bühler S180A. Vâng, một cặp có giá dưới 28 triệu đồng và một cặp có giá dưới 29 triệu đồng. Vâng, tùy theo độ đẹp của những cặp loa nên cửa hàng cũng thông báo cho quý khách
trên mọi miền tổ quốc được biết. Vâng, hiện tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang có hai cặp, có một cặp có giá dưới 28 triệu đồng và một cặp dưới 29 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Onkyo. Onkyo D77X màu đen. Loa cũng được sử dụng một bát 30 màng carbon, gân mút, trung đôm, tép đôm. Vâng, có giá dưới 13 triệu đồng. Vâng, cặp loa Kenwood NS990 có giá dưới 11 triệu đồng. Vâng, cặp loa JBL L100T. Vâng, bass rất sâu. Cũng một bass 30. Loa cũng được sử dụng một bass 30. Một chung, một chép. Vâng, và phía sau đây là một cặp loa JBL 240TI. Vâng, cặp loa này thì có giá dưới 50 triệu đồng. Vâng, cặp loa Fixer 4X có giá dưới 11 triệu đồng. Cặp loa JBL 4312A dòng Canchon Monitor có giá dưới 30 triệu đồng. Cặp loa JBL 4312XP có giá dưới 26 triệu đồng. Vâng, cặp loa JBL 4312B MK2. Vâng, cặp loa rất là đẹp. Vâng, cặp loa này đẹp đến trên 90%. Xin lỗi, đẹp đến trên 95%. Cặp loa còn rất là mới. Được sử dụng một bát 30. Màng giấy gân xếp tẩm dầu. Một chép. Một chung và một chép. Vâng, cặp loa còn rất mới. Thùng sơn, sơn vẩy rất là đẹp. Vâng, có giá dưới 30 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Puler E700 mặt căng cước, màng FB. Loa cũng được sử dụng một bát 30, gân vải, chung giấy, chép kèn. Có giá dưới 15 triệu đồng một chút. Xin lỗi, dưới 16 triệu đồng một chút. Rất đẹp. Mặt căng cước. Vâng, cặp loa JBL L166. Vâng, cặp loa còn rất là đẹp. Zin. Cũng được sử dụng bát 30. Vâng, cặp loa này thì có giá dưới 33 triệu đồng. Vâng, đây là một cặp loa S180A có giá dưới 28 triệu đồng. Cặp loa Puler CSF9000 có giá dưới 20 triệu đồng. Vâng, cặp loa Puler SI7 như trước mắt quý vị và các bạn. Vâng, loa cũng được sử dụng bát 30, trung đôm, chép điện, có giá dưới 14 triệu đồng. Vâng, cặp loa Westfalen TSR110 có giá dưới 16 triệu đồng. Vâng, loa được sử dụng 2 bát, 1 chép. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Puler CS755. Vâng, cặp loa Puler CS755 có giá dưới 18 triệu đồng. Rất đẹp.
Vâng, đây là một cặp loa JBL-L100 Century. Vâng, cặp loa này thì cửa hàng đang bán với giá trên dưới 30 triệu đồng. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để được biết giá chính xác của cặp loa như trước mắt quý vị và các bạn. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Puller CS616. Vâng, cặp loa đẹp đến trên 95%. Loa cũng được sử dụng một bát 30, màng giấy, gân xếp tẩm dầu, chung giấy, chép giấy và có hai vi tinh chỉnh. Vâng, có lỗ thông hơi trước. Vâng, cặp loa này vào thời điểm này đẹp trên 90% thì cửa hàng đang bán với giá dưới 19.500.000 đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Puller CS A99. Vâng, loa cũng được sử dụng một bát 30, màng giấy, gân mút, một chung, một chép còi, một chép kèn. Vâng, cặp loa cũng có giá dưới 20 triệu đồng. Vâng, cặp loa Boss 601 Series 3 còn rất là đẹp. Vâng, cặp loa này thì cửa hàng đang bán với giá dưới 41 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Puller 701. Có giá dưới 16 triệu đồng. Vâng, cặp loa Puller CS3000 có giá dưới 18 triệu đồng. Cặp loa Boss 301 Series 3 màu vàng. Vâng, màu đen. Cửa hàng đang bán với giá dưới 14 triệu đồng. Cặp loa Sansui SP7500X. Vâng, cửa hàng được sử dụng một bát 40, rất khủng. Chung lớn, hai chép và một chép còi. Vâng, cửa hàng đang bán với giá là dưới 16 triệu đồng. Vâng, cặp loa 901 trơn, cửa hàng đang bán với giá dưới 16 triệu đồng. Vâng, cặp loa Sansui 3500. Vâng, như trước mắt quý vị và các bạn, cặp loa cũng được sử dụng một bát 30. Vâng, 3500 có giá dưới 17 triệu đồng. Vâng, cặp loa Sansui 2500 có giá dưới 16 triệu đồng. Cặp loa Puller CS99A màng FB. Vâng, mặt căng xanh, cửa hàng đang bán với giá trên 40 triệu đồng một chút. Vâng, dưới 41 triệu đồng. Vâng, tùy theo độ đẹp của các sản phẩm nên quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu thì hãy liên hệ trực tiếp với Âm Thanh Đức Hạnh để được biết thông tin chính xác về những sản phẩm. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Sansui SP6000. Vâng, cặp loa có giá dưới 12 triệu đồng. Loa được sử dụng bát 30, chung giấy, chép kèn. Vâng, cặp loa Puller E900. Vâng, mặt căng phía bên dưới, cửa hàng cũng đã đậy căng. Vâng, cặp loa có giá dưới 20 triệu đồng. Vâng, cặp loa HPM100 phiên bản 100W. Vâng, cửa hàng đang bán với giá dưới 26 triệu đồng. Rất đẹp. Vâng, tiếp tục, đây là một cặp loa Sansui. Xin lỗi, cặp loa Kenwood KL888S. Vâng, loa được sử dụng một bát 40. Vâng, cặp loa này còn rất mới, đẹp đến trên 95%. Vâng, cửa hàng đang bán với giá dưới 16 triệu đồng.
rất là đẹp. Vâng, cặp loa Diatone DS37B. Vâng, loa được sử dụng bát 30, màng giấy gân mút, chung giấy chép đôm. Vâng, có hai vi tinh chỉnh đứng trước. Vâng, cặp loa này có giá trên dưới 10 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Yamaha LS69025 mã. Vâng, cặp loa thì rất là nặng. Vâng, có chất âm rất tuyệt vời. Thùng màu vàng. Loa cũng được sử dụng một bát 30, màng giấy gân mút, chung đôm, chép titan. Có hai vi tinh chỉnh đứng trước. Vâng, cặp loa có giá dưới 9 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Onkyo. Vâng, loa được sử dụng hai đường tiếng, một bát 30, một chép. Vâng, cặp loa có giá dưới 10 triệu đồng. Vâng, cặp loa này thì cửa hàng đang bán với giá 9 triệu đồng. Vâng, loa cũng được sử dụng bát 30. Vâng, cặp loa Puler 88A, màng FB. Vâng, cặp loa trong tình trạng đẹp xuất sắc, đẹp đến trên 90%. Vâng, loa cũng được sử dụng một bát 30. Vâng, cặp loa này vào thời điểm này thì cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang bán với giá dưới 25 triệu đồng. Xin lỗi, dưới 26 triệu đồng. Vâng, cặp loa Puler, dòng loa cây. Vâng, cặp loa Puler SHE100. Vâng, loa được sử dụng loa được sử dụng 2 bát. Vâng, có công suất là 120W trên một thùng. Công suất đại là 120W. Vâng, trở kháng 6 ohm. Vâng, cặp loa này thì cửa hàng đang bán với giá dưới 22 triệu đồng. Vâng, tiếp theo phía trong là một cặp loa Cariton 66. Vâng, cửa hàng đang bán với giá dưới 46 triệu đồng. Vâng, cặp loa đẹp đến trên 90%. Rất đẹp. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Cariton 25. Vâng, đời đầu, có giá dưới 29 triệu đồng. Vâng, cặp loa Cariton 662. Vâng, đây là dòng loa cây, cũng có chất âm rất tuyệt vời. Khi được phối ghép với những chiếc âm ni Lachman hoặc những chiếc âm ni Acoustic cho chất âm thì rất tuyệt vời. Vâng, cặp loa có giá dưới 47 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Onkyo 77RX. Vâng, loa được sử dụng một bát 30, một chung, một chép. Có hai lỗ thông hơi đằng trước. Có một lỗ thông hơi đằng trước, xin lỗi. Vâng, loa này, cặp loa này cửa hàng cũng đang bán với giá dưới 13 triệu đồng. Vâng, hiện tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang có hai cặp loa Puler CS77A màng FB. Vâng, một cặp có giá trên 20 triệu đồng và một cặp có giá dưới 20 triệu đồng. Vâng, cặp loa Puler Puler S18035 mã. Vâng, loa được sử dụng bát 30, màng carbon, một chung và một chép điện và có lỗ thông hơi đằng trước. Vâng, cặp loa này thì cửa hàng đang bán với giá là dưới 21 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa JBN 4344 MK2. Vâng, cặp loa thì trong tình trạng là đẹp đến trên 95%. Đẹp đến 97-98% cặp loa.
Vâng, do cửa hàng thì rất chật nên cửa hàng cũng không có thời gian và cũng không kê xếp ra để làm một bài test cụ thể cho quý khách hàng được chiêm ngưỡng những sản phẩm. Vâng, cặp loa có giá dưới 150 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa đến từ Anh Quốc. Cặp loa Tannoy D500. Vâng, cửa hàng đang bán với giá dưới 46 triệu đồng. Vâng, đẹp đến trên 95%. Thùng màu vàng. Vâng, cặp loa như trước mắt quý vị và các bạn. Cặp loa sử dụng bát 40, chép đồng trục. Vâng, có hai chép xì và một chép kèn. Vâng, loa cũng có giá dưới 29 triệu đồng. Có giá dưới 29 triệu đồng. Vâng, cặp loa JBN4344B có giá trên 80 triệu đồng. Giá dưới 87 triệu đồng. Vâng, cặp loa Tannoy như trước mắt quý vị và các bạn, đây là một cặp loa Tannoy Tunberry HE. Vâng, cửa hàng đang bán với giá dưới 115 triệu đồng. Vâng, cặp loa còn nguyên thùng xốp như trước mắt quý vị và các bạn, đây là một cặp loa Tannoy còn nguyên thùng xốp. Vâng, cửa hàng thì cũng đã bóc và trưng bày trước mắt quý vị và các bạn. Vâng, cặp loa có giá dưới 125 triệu đồng. Dòng loa Tannoy Tunberry GR. Vâng, đây là dòng loa Tannoy Tunberry GR, đời cao của dòng Tannoy. Vâng, tiếp theo là một cặp loa JBL N65 Dubai. Vâng, cặp loa JBL N65 Dubai cửa hàng đang bán với giá dưới 70 triệu đồng. Vâng, cặp loa trong tình trạng còn đẹp xuất sắc. Vâng, cặp loa JBL N300 Summit. Vâng, cặp loa còn đẹp đến trên 90%, cũng có giá dưới 146 triệu đồng. Vâng, cặp loa Avon có giá dưới 14 triệu đồng. Vâng, cửa hàng đang có hai cặp. Vâng, tiếp theo là một cặp loa JBN4311B có giá dưới Vâng, cặp loa JBN4311B có giá dưới 23 triệu đồng. Tiếp theo là một cặp loa Puller S180 trơn. Vâng, cửa hàng đang bán với giá trên 20 triệu đồng. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Tannoy Sitterling. Vâng, cặp loa thì có chân. Cặp loa Sitterling T2V đúc, cửa hàng đang bán với giá trên 60 triệu đồng. Vâng, cặp loa Tannoy 30 gram. Vâng, cặp loa thì có chiều cao và chiều sâu rất lý tưởng nên chất âm rất tuyệt vời. Vâng, cặp loa có giá dưới 56 triệu đồng. Cặp loa S180D có giá trên 20 triệu đồng. Cặp loa 4312A dòng Canchon Monitor. Vâng, cửa hàng đang bán với giá dưới 26 triệu đồng. Vâng, tiếp theo là một cặp loa Puller S1800DV. Vâng, có giá trên 20 triệu đồng, dưới 23 triệu đồng. Cặp loa Puller S701. Vâng, loa được sử dụng một bát 30, màng carbon, trung đôm, chép điện.
mặt Bombay. Vâng, cặp loa thì có giá dưới 15 triệu đồng, dưới 14 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, cửa hàng đang có hai cặp loa Onkyo 2000. Vâng, cặp loa Onkyo 2000, cửa hàng Âm Thanh Thế Hạnh đang có hai cặp và cửa hàng đang bán với giá dưới 29 triệu đồng. Vâng, hai cặp này thì còn đẹp xuất sắc. Cặp loa Puller S707, mặt Bombay, màng carbon, bát 30, trung đôm, chép đôm, thùng rất nặng. Vâng, có giá dưới 18 triệu đồng. Vâng, cặp loa HPM100, phiên bản 200W. Vâng, loa được sử dụng một bát 30. Loa được sử dụng một bát 30, màng giấy gân xét tầm dầu. Vâng, có giá dưới 27 triệu đồng, dưới 26 triệu 500 nghìn đồng. Rất là đẹp. Vâng, đã thông qua một số sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh ngày 6 tháng 7 năm 2018. Vâng, mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị và các bạn về theo địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh, trục đường 18 Hà Nội, Quảng Linh, Uông Bí. Trung tâm Âm Thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m vào trong cổng chợ. Vâng, clip cũng quá dài rồi. Âm Thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.